Dạ, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay hãy đến thăm lại hoàn cảnh của bé Danh sống với bà ngoại ở dưới rừng quý vị. Bé Danh mà mồ côi mẹ, lúc mà hãy chia sẻ thì mẹ của em bị tai nạn khoảng 2 tháng. Còn bố của em thì bỏ đi từ lúc 2 tháng tuổi. Hôm trước hãy có chia sẻ thì cũng được cô bác chia sẻ để giúp đỡ cho em và bà ngoại làm nhà. Và hãy cũng đã chia sẻ đến quý vị trong trước Tết quý vị ạ. Thì trước Tết thì Hải cũng có chia sẻ đến quý vị rằng là sẽ làm nhà để cho ba bà cháu ở có căn nhà trước Tết. Nhưng mà do tình hình đó là sạt lở ở miền núi đó quý vị, ở Quảng Nam quý vị ạ, rất là nghiêm trọng nên là giao thông nó bị tắc nghẽn, đường đi lên đây thì vận chuyển vật liệu không có được quý vị ạ, nên là cái thời gian nó cũng rất là lâu để mà làm được cái nhà cho em. Thì Hải cũng mong rằng là quý vị thông cảm cho Hải. Và đây như quý vị thấy rằng là phía sau của Hải này quý vị ạ, ở đây là một cái lô đất mà chuẩn bị làm nhà cho em. Thì Hải cũng xin chia sẻ đến quý vị rằng là đây là cái lô đất mà đến thứ ba rồi đó quý vị. Cái lô đất đầu tiên á là định làm nhưng mà cái lô đó thì bị sạt lở đó, nên là phải chuyển qua một cái lô khác. Cái lô mà Hải có chia sẻ với quý vị rằng là cái lô mà vác tôn lên đó quý vị, trong cái video mà Hải và với Danh và Dượng của bé ở phía sau đó. Nhưng mà cái lô đó thì cũng có nguy cơ là bị sạt lở nữa đó, nên nhá là mới chuyển sang cái lô đất này. Thì quý vị cũng biết rằng là ở trên núi thì rất là nhiều đất đó, như quý vị thấy phía sau Hải này rất là nhiều đất nhưng mà đất nó bị dốc núi này. Và tìm được cái nhà nào mà tìm được cái lô đất nào mà để làm nhà cũng rất là khó khăn quý vị ạ. Thì hôm nay Hải lên đây thì bên thợ thì cũng đã chuẩn bị mặt bằng rồi đó quý vị ạ. Hôm nay thì thợ cũng đang chờ chờ là ủa hôm qua là mới chở 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 sắt lên được đúng không Chắc hôm qua thì mới chở sắt lên được. Dạ. Thì đây là giường của bé Danh đây quý vị. Còn đây là bé Danh. Con bé Danh, con chào cô bác đi. Xin chào cậu bác. Lâu nay con khỏe không? Dạ khỏe. Ở đây bé Danh đó quý vị ạ. Thì đây là cái mặt bằng mà để làm nhà đây quý vị. Còn đây là bà ngoại của Danh. Dạ. Con chào bà nhé. Dạ. Bà lâu nay khỏe không? Dạ. Đây là ngoại của Danh đây quý vị. Cũng rất là mong là có cái căn nhà sớm để cho ba bà cháu, hai bà cháu ở. Dạ, nhưng mà bà cũng biết rằng là tình hình năm vừa qua là bị sạt lở đó bà, thì vật liệu vận chuyển lên đây rất là khó đó, nên Khó nó hơi lâu. hello Dạ, nó cũng mong sớm lắm quý vị, nên là cũng có nhiều quý vị hỏi Hải sao lâu quá quý vị, mình mong cũng là quý vị thông cảm. Giống như là gạch này, cát này cũng mới vận chuyển lên được thôi. Bởi vì là phía trên kia là hồi nãy là cái cống kia là nó bị lỡ đúng không anh chị? Bị lỡ nên là bữa nay nó mới 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 sửa lại đó, nó mới chở được vật liệu lên. Còn cái lúc mà tôn á, là quý vị biết là tôn á, lúc trước hãy chia sẻ á, trước Tết á, là phải vác bộ lên. Hình như vác bộ cũng mấy cây số đó phải không anh? 3 cây số. 3 cây số. Đó, đi bộ là vác tôn lên đó quý vị. Còn gạch với đá thì phải chờ có xe mà xe xe tải nó chở lên đây. Thì gạch đá rồi sắt rồi xi măng ở đây hả? Xi măng ở trong này hả? Dạ. Ờ, thôi đợi đợi đẩy nó lên qua rồi. Cái này phải đẩy lại cho kỹ anh. Dạ, chứ không mưa ướt. Đây là cái lô đất mà làm nhà đây quý vị, hãy cùng chia sẻ với quý vị một chút luôn ha. Thì cái bề ngang này là làm cái nhà này là 4 mét quý vị. Vì đất ở đây nó rất là khó mà tìm cái mặt bằng để mà xây đó quý vị. Như cái đây là bề ngang này là 4 mét này. Ở đây là một cái mái hiên ở đây anh ha, hành lang ở đây, mái hiên hành lang ở đây. Rồi tiếp theo là cái phòng khách, phòng khách này. Rồi tiếp theo là phòng phòng ngủ. Đây là phòng khách, đây là giường anh. Bây giờ nó lên cái nãy mới đồ lỗ để mà làm trụ thôi. Đất này hình như là nó cũng chắc đúng không anh? Đất chắc sét này chắc đúng không? qua chắc Đất này thì chắc đúng không? chắc luôn luôn Còn ở chỗ này thì cũng không có sạt lở đâu quý vị, bởi vì cái này là nhà ở đây và là đất ở đây rất là chắc, không không có nguy cơ sạt lở đâu.
Đây là phòng khách này, phòng ngủ này, còn cái bếp ở đây này, rồi phòng vệ sinh ha. Bếp, phòng vệ sinh. Dạ. Thì nói chung là quý vị cũng biết rằng là ở trên núi này mà nếu mà để làm cái nhà mà bằng gạch bê tông nó rất là khó khăn về cái vấn đề vận chuyển đó quý vị. Còn đây quý vị đa số là thấy là nhà gỗ, nhưng mà bây giờ làm nhà gỗ thì không bao giờ không không có gỗ để làm đâu quý vị. Cái nhà thường là cách đây cũng 3-4 năm trở lại đây thì gỗ thì nhà nước mình không có cho khai thác rừng nữa đúng không? Không cho, bởi vì không cho, bởi vì rừng là trừ là nguyên khắc là không cho cưa ván, chứ nay là cưa cây. Dạ. Chứ là họ nguyên cấm. Dạ. Còn mà xây thì dân đây là do họ làm trước rồi mới có nhà gỗ. Dạ. Cũng khó khăn. Chưa gỗ cũng còn ở gần. Dạ. Còn là xa không. Dạ. Tương đương cái xây. Thì em cũng chia sẻ luôn với anh Truyền thế này. Thì hôm trước thì mình cũng rất là mong là làm trước Tết. Đó, nhưng mà tình hình là sạt lở. Thì quý vị biết là nó sạt lở là mất 2 tháng, 3 tháng rồi. Xong rồi đến sửa đường. Sửa đường từ ngoài này vào ra tới ngoài đó thì cũng phải là 4-5 cây số phải không? 4-5 cây số. 4-5 cây số mà quý vị biết rằng là ở quận Nam sạt rất là nhiều nơi. Nên là 7 cây số, 7 cây á, từ cái sạt lở thì 7 cây, tới đây là 7 cây. Tới đây là 7 cây ha. 7 cây. À. Thì sạt lở mỗi đoạn. Hơn 10 đoạn sạt lở. Dạ. Mà sửa thì đâu phải là ngày 1 ngày 2 đâu quý vị. Hãy thấy là sửa đến bữa nay thì cũng nhanh đây chứ không phải là đó đâu. Hồi mà hải lây nó thấy rất là ghê, nhưng mà sau này á, sau cái đợt hải lây nó là em nghe nói hồi sáng em có gặp anh Thiết á, anh nói là còn sạt còn ghê gớm hơn nữa đúng không? Đúng rồi. Nên là cái tiến trình làm nhà ở đây nó rất là khó quý vị ạ. Nó khó về cái vấn đề vận chuyển đó. Nên là quý vị biết rằng là lên đây gạch rồi cát rồi nó cũng đắt lắm. Giống như gạch là bao nhiêu ngàn một viên vậy anh? Mà đây tên như là 21 22 21,2 hả? À, tính. Là 22 triệu là 1 ngàn viên hả? À, 2 triệu 2, 1 ngàn viên hả? 2 triệu 2, 1 ngàn viên. À, còn cát lên đây đắt không anh? Cát là vì lấy để thôi, là 1 triệu 6 á. Vì cái tuyến từ bên kia. À. Nếu mà cát 2 tuyến từ dưới nữa là phải 3 triệu rưỡi một xe. 3 triệu rưỡi hả? 3 triệu rưỡi. Kêu mày xin cát ở ngoài kia là chỗ anh em quên biết, chỗ ông Lực á. Dạ. Thì ông lấy 1 triệu 6 là ông lấy tiền công thôi đúng không? Còn cát công. Là... Rồi em cũng có nghe nói. Còn mà cát chỗ dưới nữa là mất 3 triệu mấy luôn một xe. Dạ. Cho nên là không đủ vốn. Dạ. Dạ khó khăn. Khó khăn là trên này là cũng hình như là trên này là cũng có mấy cái nhà cũ là làm còn gỗ thôi, chứ còn bê tông thì chắc cũng ít đúng không? Hiếm thì quá, rất là hiếm. Chỉ có nhà chính sách thôi, mới có nhà ở trong. Dạ. Nhà xây còn chính sách đó. Dạ. Còn mà nhà dân bình thường là không bao giờ chữa được, không có nói. Không có đâu, nhiều tiền quá à. Không có nói. Thì ví dụ như mà nếu mà làm ở nhà ở bên dưới thì tầm khoảng 50 triệu, nhưng mà em nghĩ lên đây này chắc phải 75-80 triệu không? Chắc tầm đó. Xi măng là bao nhiêu một bao anh? Xi măng là 125. Bữa đó thì em nói chung là em cũng có hỏi ngoài đại lý rồi. À. Bên ngoài đó thì em cũng hỏi... để mà vận chuyển thì chắc cùng anh Lực nó chở cho chở nữa. Ừ. Tôi xá ở đi xa là 115. Dạ. Ở đi xa 115 mà trên đi họ từ chỗ thì xa đi. Dạ. Họ lấy. Một bao 20. Hai anh em thì cũng hay gọi điện thoại để mà hỏi sao đường có đi lên được không đấy quý vị. Còn khổ lắm anh, bởi vì anh biết sao không? Cái nhà mình làm lâu đó, rồi nhiều cô bác anh chị cũng nói ủa sao mà hãy lâu làm quá không biết là có làm hay không, là lấy tiền làm cái gì rồi. Thật sự rất là khổ luôn á. Mà anh cũng biết rồi, em hay gọi anh thường xuyên để mà hỏi thử đường nó thông hay chưa, cống rồi nó vét rồi hay chưa, bởi vì cái này chở lên phải xe tải chứ là chở lên quý vị, chứ không phải là đi xe máy chở lên được đâu. Đây để em vô đây em cũng cập nhật thêm cái danh sách mà các cô bác mà giúp đỡ cho gia đình mình nè. Vô chỗ mát mát chứ còn ở trong ngoài nó tối quá. Hải cũng... À đây quý vị ơi, hãy cũng cập nhật lại cái danh sách một lần nữa, hay chắc cũng lâu rồi quý vị cũng có theo dõi khung cảnh của mấy danh. Thì nói chung là trước Tết á, cái đợt mà gần Tết á thì vật liệu cũng chưa có lên được, ra đầu năm đây quý vị. Đó. Bữa hôm kia là hình như thợ có làm đúng không anh? Có. À. Hôm nay thì đang chờ mới chở sắt lên đây quý vị. Nên là ngày mai chắc ngày mai họ làm chứ gì? Mai đổ trụ đúng không? Mai đổ trụ. À. Là cái nhà mình là 6 trụ đúng không anh? Anh em nói bên đó đúng không?
Mỡ bay 3 cây đó. 8 trụ chứ. À 8 trụ là hai cây trụ ở phía trước luôn á ha. Dạ dạ, 8 trụ là hai cây ở cái máy hiên á. Rồi hãy cũng đọc cái danh sách quý vị ha. Quý vị trên này không có bàn ghế rồi. Để không đọc không biết là quý vị có thấy rõ hay không nữa. Danh sách bé Hồ Thị Kim Danh, một cô cha mẹ ha. Đầu tiên hãy đến thăm có chị Hiếu ở Úc và Nguyễn chị Bích Thiền, là mỗi chị là 1 triệu để giúp cho em Hải trâu rồi ha. Có cô Kami Fayet 5 triệu, chị Thấu Lê là 3 triệu, Tô Phúc Vĩnh Nghi là 1 triệu, Ban Hội Thiện Pháp Lệnh là 1 triệu, chị Lily Trường là 4 triệu 616 nghìn, cô Võ Thị Duyên, cộng Trần Thị Thiên Hương ở Mỹ là 2 triệu, cô Hường Lý ở Cali là 2 triệu, chị Anh Thi Đà Nẵng là 1 triệu, chú Sơn cô Thu ở Mỹ là 100 đô. Cái này ha, tiền đô thì hãy đọc tiền đô đó quý vị ha. Còn cái này bên cạnh đó quý vị theo dõi dùm. Chứ hãy đọc cũng nhiều quá rồi. Quý vị theo dõi nó cũng không có thời gian nhiều ha. Chú Tiến Bình ở Thị Sĩ là 100 cộng CHF là 2 triệu rưỡi đây. Cô Nhi Lê ở Mỹ là 50 đô. Anh Chiêu Quỳnh ở Mỹ là 100. Anh Đức Lê là 200 nghìn. Sinh Phạm là 100 nghìn. Cái này là nội dung sao hãy ghi vậy ha. Cô Lê Thị Kim Lê là 2 triệu. Cô Thủy ở Sài Gòn 1 triệu. Phạm Ngọc Anh là 500 nghìn, Nguyễn Thị Ngọc Hăng là 500 nghìn, thì bên này cộng vô là 29 triệu 489 nghìn. Dì Năm ở Tây Ninh là 500 nghìn, chị Nhi ở Úc là 4 triệu, bà Trần Minh Nguyệt là 1 triệu, ngày 3 tháng 4 2020 là gửi bé Danh là 2 triệu để 1 triệu mua quần áo này, 2 triệu gửi dưỡng để mà chuẩn bị mặt bằng đó chùa là cái này là 3 triệu quý vị ha. Rồi tiếp theo là có cô Ngà Bình Thuận là 300 nghìn, chị Kim Nguyễn ở US là 100 đô, cô Hồng Yên Quân là 100 đô, cô Tư ở Úc là 3 triệu 592 nghìn, chị Lan Lâu Giang Đặng là 100 đô, anh chị Nguyễn Trần ở Na Uy là 20 triệu, cô Châu là 1 triệu, Quệ Hương Trang Linh ở Mỹ là 380 đô, chị Ti Anh ở Seattle là 3 triệu, chú Nguyễn Văn Trung là 100 đô, chị Thí Kiều ở Đài Loan là 15 triệu. Rồi ngày 14 tháng 12 2020 là gửi là 10 triệu cho Dượng Mới Danh là mua tôn, cái lúc đó là mua tôn đó đúng không anh? Mua tôn là 10 triệu hôm đó. Dạ. Thầy Phước Nghĩa ở Úc là 300 USD, AUD là 4 triệu 935 nghìn. Chú Nguyễn Ngọc Sương là 100 Úc là 1 triệu 755 nghìn. Đó. Thì cái tiền đô với lại tiền Úc này nó tùy vào giai đoạn nha quý vị. Hãy đổi ra thì hãy ghi lên đây để cập nhật, đây là mỗi thời có mỗi cái giá khác nhau ha. Rồi ngày 30 tháng 12 á là em gửi cho anh là 30 triệu ha. Anh lại đây luôn để cái gì anh em mình nói chuyện cho dễ. Cái tiền bạc này thì nói chung là nó rõ ràng của cô bác. Họ giúp phải không? Thì 30 triệu đó là để cho anh là chở vật liệu này. Rồi làm đóng cửa gỗ đúng không? Cửa gỗ là cái khung này đó hả? Đây là khung ngoại. Khung ngoại đây ha. Đây là khung ngoại. Gỗ này gỗ nhà mình đúng không? Gỗ họ luôn. Vì mình ở trên đây nó có cây để cưa vì phải lấy cây của họ. Dạ. Lại đã phải cho mọi người chỗ cát sạn đồ gạch đồ họ tạm hết tiền. Tạm ứng hả? Hết tiền. Dạ dạ. Chỉ còn trong nhà còn 6 triệu. Dạ 6 triệu ha. Còn trong nhà 6 triệu để tạm ứng cho mấy thợ xây. Sợ xây dựng hả? Dạ. Rồi em đọc thêm có anh Thanh chị Thu ở Mỹ là 200 đô ha, chú Tướng Danh ở Mỹ là 50 đô, chú Bé ở Mỹ là 200 đô, thì bây giờ còn là 69 triệu 953 ngàn đó. Thì cái tiền này thì cũng để xây dựng nhà, và nếu mà còn thì để gửi cho Bé Danh vào cái sổ tiết kiệm cho em tiếp tục có con đường học tập của em nó được tốt hơn á anh. Bà ngoại ơi, bà ngoại lại đây ngồi nói chuyện luôn. Bà ngoại hình như bị đau lưng phải không? Đau lưng hả? Đau lưng khớp. Ủa đau lưng khớp hả? Bà đau lưng đau khớp hả? Hàng chim con thấy bà đứng cong cong cái lưng. Tội. Bà ngoại năm nay là 70 mấy hả? 70 mấy tuổi. Dạ. Đúng rồi. Hôm nay con đi lên đây con có đem trả rồi lên cho với lại mua bánh kẹo cho mấy anh. Ủa hai đứa nó kia đi đâu rồi hè? Để tí. Bé Danh ơi. Nè. Lên nhà bác. Đưa kẹo cho mấy Danh rồi nó ăn đi ha.
Dân ơi, nãy cho kẹo con. À, mới lại chả chả luôn đó. Chả bò đó. Chả. Chả bò. Lại đây chú ơi, nói chuyện với con chút nè. Sao con học học kỳ vừa rồi được học sinh gì? Con ngồi xuống. Học sinh tiếng. À, con được học sinh tiếng hả? Khi nào mà làm đường bê tông xong á là chú sẽ mua xe đạp cho con hỉ. Chứ bữa nay xe đạp mua xe đạp mà đường bê tông chưa có thì đi cũng khó. Đường này là hình như cũng gần làm xong xong mặt bằng làm đó đúng không? 220 thì làm đường đi 21. À. 21 là một cuối đường luôn. Làm bê tông đó. Đây chưa đang thi công là cái đường 120. Dạ. Đường này là hồi chưa thiết duyệt. Để làm 121. Dạ. Đạp qua cuối đường. Nói chung là từ đây ra ngoài kia mấy dân đi học, nếu mà đi thì tới trường thì chở khoảng 4-5 cây á, 4-5 cây số thì nói chung là đi cũng đi xe đạp thì cũng được quý vị. Chứ còn nếu mà đi vô phía trong kia là phải mười mấy cây số á. Vô phía trong nhà bà ngoại chắc cũng xa hỉ. Yeah. Xa đi vô nó đuối đó. May mà hôm nay bà ra đây con nghe còn khỏe đấy, chứ con đi vô nó con sợ quá. Ớn luôn á. Mấy dân nó nói là bữa trước con nó đi học mấy giờ con đi học? 6 giờ gì đúng không? 5 giờ, 6 giờ gì đó hả? Đi sớm vậy đó. Đi bộ mà nếu mà có người đi chợ. Dạ. Về đi. Dạ. Thì anh chị gọi lại đây anh em mình nói chuyện. Ở bên nhà anh với nước. Dạ. Đi học mà từ ở nhà mà đi học đâu có kịp đâu. Dạ. Đâu có kịp thời gian đâu, phải qua nhà với nước ở. Dạ. Thì chở súng mà yêu với bạn. Với lại trời mà nó đường nó khó đi nên thế này chắc cũng ra cái nhà của mình ở đỡ tạm thời. Dạ. À. Rồi em bé là ở với nước. Dạ. Vì không ở trường. Dạ. Thứ bảy chủ nhật hay về bên ngoài. Dạ. Cũng mong có nhà này sớm rồi ở gần đây, thì nói chung á là ở gần đây thì cũng gần nhà của ông cậu của bé Danh đúng không? Cậu bé Danh. Ừ, biết trên này đây quý vị, trên này chút thôi. Còn cái lô đất mà vừa rồi thì ở phía trên này chút. À, cái chỗ mà có vắt tôn lên rồi đó. Ủa tôn là chưa vắt xuống đây hả anh? Chưa, hôm nay làm xong rồi vắt. À, làm xong rồi vắt xuống hả? Ừ. Đó, đây là cái lô đất mà thứ ba rồi đấy quý vị ơi. Bởi vì ở trên này đất nó rất là nhiều, đất thì rất là nhiều á, nhưng mà cái địa hình của nó thì nói chung là nó dốc rồi nó rất là nhiều thứ nên là khó cái việc mà chọn cái mặt bằng để mà nó bằng phẳng để ở quý vị. Thì đó. Vì bên kia là do chọn nước là cùng là sạt lở mất. Dạ. Cơn bão chính bị lỡ. Dạ. Ừ, cho nên là chính quyền địa phương cho ở. Lại đó đất ở dưới kia cũng là có mấy ông địa chính á lên xem chứ được nguy cơ. Dạ. Nguy cơ không cho ở nữa. Dạ. Chưa kiếm đất nữa. Kia có cái đây cũng là vườn của ông cậu. Dạ. Cậu bị doanh mới xin mới cho múc cho đi. Dạ. Ừ. Nói chung là nội cái đất là thấy cũng vất vả rồi. Thứ hai nữa là cái vật liệu lên đây tới đây thì thật sự giống như là còn nếu mà làm nhà mà làm ở ngoài đường kia đó thì bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, cũng không có gần được con trai của bà, cháu của bà ở trong này, cũng giống như là ở xa vượng này, giống như là làm ở gần trường với Danh á, thì ở ngoài đó thì nói chung là tiện làm nhà đó, nhưng mà không có con cháu, mà ví dụ như bà lớn tuổi bà đau ốm là không có ai chăm sóc thì nó cũng rất là khó khăn. Thứ ba là dưới nữa là không đủ tiền để mua đất. Đúng rồi, mua đất nữa quý vị. Ơn luôn á, một lô đất là 30 triệu. À. Như anh Trăng mua một lô đất ở dưới là 120 triệu. Đất cái nhà ở đó, à. Nhà lớn xây cái 120 mét vuông á, là được 120 triệu. 120 triệu. À, tiền mua mua. Xây thì để, xây thì để, chứ là vật liệu nhanh, có đường, bê tông, còn trên ni là đất nói chung là anh em có thể miếng với nhau, yeah. Phiêu với nhau, còn múc thôi. Còn cô bác anh chị nói là làm phải làm giấy tờ cho bác Danh đứng tên thì nó thật sự luôn quý vị, rằng là ở trên này thì nói chung là cũng có bà ngoại ở đây, cũng đất cũng không giống như là ở dưới thành phố mà ví dụ như phải tranh chấp hay này kia đâu quý vị ạ. À, rồi thứ hai nữa là làm nhà ở phía trên này đất thì nhiều, nhưng mà quý vị biết rằng là làm là nó phải ở gần cái điện cao thế này đó, giống như thế này nó phải ở gần đây để mắc điện vô, chứ còn ví dụ ở phía trên xa kia rất là nhiều nhiều đất đó,
Nhưng mà ví dụ như là không có dây điện, kéo dây điện cũng rất là khó khăn nữa, Vậy là không có nước. không có nước, thứ hai là không có nước. Còn ở đây là được cái là có nước, có điện, phải chọn. Nói chung là nó rất là khó về cái vấn đề mà chọn cái địa hình như vậy, nên là làm nhà nó hơi lâu đó quý vị. Chứ còn Hải và cũng giống như là anh Truyền ở đây thì cũng cũng mong là có nhà sớm để cho có chỗ ở cho hai bà cháu ở ngoài này cho nó tiện đó quý vị. Ở chắc bữa nay thì chắc chắn rồi bà ơi, trời nó nắng rồi, ngày mai là bắt đầu thợ nó làm rồi. Bữa nay thì nó cũng đào xong cái móng, mà hôm nay là cũng chờ, do là chờ cái sắt này quý vị, chờ cái sắt lên đây này, chở sắt này đó, chở sắt mấy cái sắt đó rồi mới 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 làm được. Chứ còn có cát, có gạch, còn sắt rồi còn đá ngoài kia nữa đúng không, Người đá đá ngoài kia đá nữa, còn mới chở xe đá với lại cát lên đó để mà đổ đổ trụ, đổ trụ đó quý vị. Thì anh Chiên ơi, thì trong quá trình mà làm nhà đó, em nếu mà không lên được thì có gì đó anh chụp hình ảnh rồi anh gửi cho em ha, để em xem thử là tình hình như thế nào để em cập nhật cho cô bác biết. Chứ còn hãy cũng mong rằng là quý vị thông cảm, chứ còn ở nhiều cái chỗ mà mình đi giúp đỡ thì mình cũng muốn giúp cho cái nào nó đúng nơi đúng chỗ và nó hợp lý nữa. Thì hoàn cảnh của gia đình mấy danh thì rất là hợp lý, nhưng mà nó thật sự với Hải thì nó quá là xa quý vị. Vì quý vị biết rằng là sáng giờ Hải đi lên đây là khoảng 4 tiếng, thì 4 bốn năm tiếng hơn tại hơn vì 4 tiếng. từ từ Quận Đô mà ra tới Đà Nẵng Quế Sơn á. mà Không, nếu mà mình đi Quế Sơn của thì Hải á, 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Đó, còn ví dụ như mà Hải mày ở Đà Nẵng á, là phải là 6 tiếng. đúng rồi Nên là quý vị cũng thông cảm. Chứ còn quý vị cũng nói ủa sao á, hả, ở miền Bắc hay là ở miền Nam á, là làm nhà mấy bạn làm sao nó dễ dàng. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng á, là quý vị cũng biết miền Trung vừa rồi ở Quảng Nam á, nó bị sạt lở. Như Hải quay cái cảnh mà lên với danh trong vừa rồi đó quý vị, đi xe máy lên đó quý vị cũng biết rồi. Mà muốn đi lên đây á, là phải đi xe máy á, là có những đoạn là đợt sau á, là Hải nghe nói là phải vác bộ lên 2 3 người để vác chiếc xe máy đó. thì lại hai ba người bác Hai ba người vác chiếc xe máy lên đó, nên như là có những cái khó khăn mà mình cũng phải là mình đổ thừa này kia, nhưng mà đó là cái thực tế là như vậy. Bây giờ thế này còn lại 69 triệu, em cũng cập nhật để cho cô bác đó biết biết không, chứ không là có cô bác nó ủa chứ thằng Hải này nó chia sẻ rồi hả, nó lấy tiền đi rồi nó làm cái việc gì rồi không xây nhà cho bá Danh nữa, khổ. À, bây giờ còn 69 triệu 953 nghìn ha. Thì con sẽ gửi cho bà 2 triệu này, bởi vì con thấy bà đau ốm đó ha, rồi đi mua thuốc thang. Rồi con sẽ lên trên này để con cập nhật tình hình làm nhà, rồi có vấn đề gì đó thì anh Truyền gọi cho em ha. Rồi trước tiên là con gửi cho bà 2 triệu này. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Này là cảm ơn cô bác anh chị chứ không phải là cảm ơn con nghe. Cảm ơn cô bác đi. Cảm ơn cô bác Dạ. giúp đỡ bà ngoại. Dạ. Rồi với lại anh Truyền này, chắc có thể rằng là trên này nó không có thẻ ATM ha. Thì em cũng gửi thêm cho anh, bây giờ em gửi thêm cho anh bao nhiêu để em thấy là nó hợp lý à? Hợp lý này, thì anh tính là hợp lý hay không thì anh tính là mượn thợ thôi. Gần người thợ là gửi khoảng chục triệu. Thợ đúng không? Ừ. Thì nói chung là em sẽ lên tiếp Thợ tục. với lại hoặc là thì có thể thanh toán cho lực, vì lực là sẽ chở hết cái đi xong của ông, vụ ông là xong là thanh toán ưu tiên hay là Như đợi Hải. em cũng có gọi cho anh Lực rồi đó, thì tiền vật liệu như là gạch và cát đúng không, xi măng, sắt, đá mi đó. Thì cái đó là tầm bữa đó để là anh suốt suốt là bao nhiêu rồi đây, có gì là anh phải đi cho em rõ cái hóa đơn ha, Rồi, hóa đơn có chứ, phải có hóa phải đơn có rồi hóa đơn hả? cho rõ ràng để anh công bố với lại cô bác biết ha. Cái chia ra cái đấy chứ. Đây là mới chơi là 3C đây. Dạ. C gắt mới chơi 3C. Thì gắt là còn 5C. Dạ. À, cái này 5C. Rồi thôi bây giờ thế này, em sẽ gửi cho anh thêm 10 triệu đi ha. Rồi anh ví dụ như thợ, ví dụ như họ tạm ứng, họ vì họ làm ví dụ như cuối tuần hay là gì đó họ tạm ứng ha. Đây. Có đủ đây, có đủ 10 triệu thì bây giờ em gửi cho anh 10 triệu này. Rồi em lên được, nếu mà em dàn xếp em sắp xếp là em lên được sớm á thì em lên ha. Còn có gì đó anh gửi Zalo cho em. Rồi em gửi tiền này luôn cho anh nè, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu. Đó.
thì em gửi cho anh 10 triệu đó, rồi anh gửi thêm cái tiền vật liệu này, rồi tiền công thợ này, công thợ đến nay là 700 ngàn một mét vuông phải không? 700 ngàn mét vuông. À, 700 ngàn một mét vuông đó quý vị, tiền công quý vị ha, còn chưa kể là tiền vật liệu xây dựng. Thì hãy nghĩ rằng là nếu mà làm nhà cho với gia đình này á, thì hãy nghĩ rằng tốn chắc cũng khoảng 70-80 triệu trong cái tầm đó, là có thể hơn đó anh ạ. Bởi vì trên này em thấy cái vật liệu xây dựng nó cao quá ha. Cao. Dạ. Yeah. Mà quý vị biết rằng là ra Tết cái là sắt bữa nay nó lên ghê lắm quý vị ơi. Nó lên khiếp khủng lắm. Làm nhà mà trúng cái đợt này đúng là cũng khó khăn thiệt. Nên cái việc mà anh có gì đó là anh ghi lại giùm em cái hóa đơn ha. Để em công bố với lại cô bác anh chị. Anh nói nên mấy anh mà đổ vật liệu xây dựng đó, rồi sắt thép rồi công thì nói chung á là 4 mét nhân cho cái này là dài là 8 mét đúng không? Dài dài từ cái hiên ra đây là bao nhiêu mét? Cái này là 3 mét 6 mét 7 mét 7 mét rưỡi. Có hiên chưa? Chưa có hiên chứ. Hiên luôn á. 7 mét là chưa đến nhà bếp và là nhà vệ sinh. À, nhà bếp nữa. Tính là cả nhà vệ sinh và nhà bếp là 9 mét rưỡi. À, 9 mét rưỡi. 9 mét rưỡi nhân cho 4 là 38 mét. Ừ. 38 mét vuông đó ha. 38 mét vuông thì hai bà cháu thì ở thì cũng ok rồi đó. Ừ. Rồi có gì cũng một tuần 10 ngày nữa nếu mà em lên được thì em lên đây ha. Dạ. Rồi tôi là ngày mai họ đổ tủ á. Tôi sẽ quay từng cái Hà Lan để đưa cho Hải. Dạ dạ. Quay được tiếp cái mấy anh này. Dạ dạ. Có chị xin trong Hải như này. Xin mà chú bác là đâu là giúp cho gia đình xây mỗi nhà không á. Thì khó khăn. Dạ. Để xin cho cái hai cái giường. À cái giường à, nói chung là em nghĩ rằng trong số tiền này có thể là mua cho với anh cái giường được rồi đó. Có giường rồi có bàn học cho nó này. Rồi cái gì mà ví dụ như là sau nồi chén đũa này chắc cũng phải phải có chứ. Bởi vì trong nhà ở mà. Dạ. Anh yên tâm. Bởi vì còn trong cái nhà thì hồi xưa là nó ở trên cái sàn không có giường đúng không? Ừ rồi. À bà thường. Dạ. Thì bản thân tôi ấy, nay chủ Hải biết là tôi là giường của bà Doanh. Dạ. Thì tôi giúp đỡ. Giúp đỡ trong người Hải thôi. Dạ. Giúp đỡ bằng công. Dạ. Mà tiền bạc thì không có để giúp đỡ được khoản này kia. Dạ. Cũng là trước cho Hải như đứa. Dạ dạ. Đấy, cho nên là cố gắng làm cho đủ trọn vẹn một cái nhà. Dạ. Cửa rồi giường rồi nhà bếp rồi nhà vệ sinh. Dạ. Cho mẹ với con, mẹ với cháu. Dạ. Để ổn định học tập sau này. Dạ. Đấy. Dạ rồi. Thì cũng có anh đó thì em cũng có một cái phần nào đó yên tâm hơn. Chứ còn nếu mà không có anh thì em phải chạy lên đây thì anh cũng biết rồi. Ở bên kia thì dưới kia mà chạy lên đây để mà giám sát, để mà làm nhà quý vị. Giống như mấy vùng cảnh mà các bác mồ côi như ấy cũng đã từng chia sẻ đó quý vị. Thì nói chung là không có đủ thời gian để mà hãy đi chia sẻ các hoàn cảnh khác nữa. Đó, nên là hãy cũng mong rằng quý vị cũng thông cảm ha. Thì có giường đây thì mình cũng rất là yên tâm rồi. Cũng giúp cho cháu của mình chứ ai đâu. Ăn kẹo hả? Anh bác Danh ơi, thì hôm nay chú lên thăm con phải nhớ là phải ngoan nghe chưa? Dạ. Phải lo học cho giỏi nghe. Dạ. Cô bác anh chị giúp cho con á, là để cho con với lại bà ngoại có chỗ ở nè, rồi sau này con còn cái tiền thì để dành đi học ha. Dạ. Ừ. Thôi thì chú lên đây chúc cho con với lại bà ngoại, con chúc bà ngoại là nhiều sức khỏe nha. Rồi vài bữa là con lấy lại ha. Dạ. Tội quá. Ăn bánh à. Dạ, đúng rồi quý vị, hãy cùng chia sẻ thêm là hôm nay là ngày 11 tháng 3 ha. Thì hãy gửi cho bà ngoại bá Danh là 2 triệu này. Dưỡng bá Danh là 10 triệu. Là 12 triệu ha, còn lại 57 triệu 953 ngàn quý vị ha. Đó. Thì trong quá trình làm nhà thì hãy sắp xếp được thì hãy ghé đây sớm. Còn nếu như không ghé đây kịp thì có thể là gửi qua cho Dưỡng bá Danh, có sẽ gửi hình ảnh cho Hải ha. Thì có gì đó hãy sẽ cập nhật đến quý vị cùng theo dõi, cũng giống như là các cái hoàn cảnh khác thôi, hãy cũng đi cập nhật và đi chia sẻ. Mong rằng là quý vị cũng thông cảm ha quý vị. Rồi thì chắc hãy cũng xin là kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, thì cũng mong rằng là sớm có căn nhà cho hai bà cháu ở.
Thì Hải cũng nghĩ rằng là trong vòng cũng 1 tháng rưỡi 2 tháng nữa là có nhà rồi chứ gì anh ha. Họ họ nói là theo cái thợ nói là họ thì tốc độ, họ làm nhanh, họ À, là 6 người luôn. 6 người làm hả? À, 6 người làm là toàn là thợ thợ chính không. Dạ. Thợ chính họ làm sau, họ nói là 6 người làm là họ thì tập hành họ làm được là đủ nhiệm vụ Nếu mà là tốc hành thì làm trong cỡ tháng chưa tới đâu, chưa chưa tới tới tháng, tháng đâu. chưa tới tháng. Dạ. Chưa tới tháng. Ồ, vậy thì nhanh nhanh để cho có cái nhà, chứ còn bữa nay trời nắng thì nói chung làm nhà thì nhanh rồi, chứ còn Như sợ trời mưa. gạch men là mua hết rồi, đi mua hết rồi, Gạch men là cũng mua rồi đúng không? à, mua rồi, mua hết, Dạ. mua hết rồi. Còn cái chưa mua là cái bột thôi, bột và lại cái thùng sơn, Thông sơn á hả? à, thùng sơn với bột thôi chưa mua. Dạ. Cho nên nhanh thôi, một thùng sơn là đủ, Dạ. một bao. Với lại anh biết sao, bữa nay là anh mua là cái giá nó sẽ rẻ hơn em nhiều. Bởi vì em xuống em cũng có hỏi với đó rồi. Nhưng mà đôi lúc họ thấy người lạ đó. Và cái một bình sơn như thế là cái 400 mấy chứ mấy, Dạ. à, bình sơn là 450, 480 gì đó, Dạ. nhớ mua trước, Dạ. nó không đắt. Ừ. Vôi là 200 mấy, 300 nghìn nữa. Dạ. Một bao Dạ. thì vừa đủ cái nhà đi. Dạ. Rồi, vậy thì giống như là cái những cái vật liệu mà em cũng có tham khảo với anh đó ha. Thì mình mua giống như vậy. Vì mua cái chi báo trước cho Hải này, tôi sẽ làm một đơn. Dạ. Dù ở bên thợ xây là biết rồi, nhưng ra bao nhiêu vuông thì bên thợ xây. Dạ. Còn mà vật liệu á, thì lực lực có năng lực trước rồi, phải làm đơn đàng hoàng để Hải thấy, Dạ. rồi để chia sẻ cho mấy chú bác biết. Dạ. Còn mình mà là cái này là cứ cái tiền không thì không á, 20-30 triệu, 50 triệu thì mình không có cái đơn quá chi chứng minh là không được. Dạ. À, năng lực như thế rồi, Dạ. à, thống nhất. Sao thì nói chung là ở nhà mình thì cái tiền nó khoảng rơi vào khoảng em nghĩ rằng chắc 80 triệu đó. Ừ. Thì cửa rồi làm mình mua sắm rồi luôn đó ha. Mua sắm hết, Thì chưa chưa đó đó. vỗ đâu, à, đâu có cho cưa đâu. Dạ. Nên thì mình chốt ra, với lại mình tính lại cái công vận chuyển rồi hơi đắt cái này quá. Còn bằng chuyện ứng. Dạ. Cũng thôi cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng lên đây kia rồi em chia sẻ với cô bác biết ha, thông tin là như vậy. Cô bác thì cũng thông cảm cho mình, chứ còn Dượng thì cũng gọi nói Hải ơi giờ đường như vậy thì không biết khi nào mà nó xong đó. Vì xe múc nó múc thì quý vị cũng biết rồi, bây giờ nó bị rất là nhiều điểm ở Quảng Nam. Nhưng mà trong cái đợt này thì thấy đường lên đây cũng dễ đi hơn rất là nhiều rồi quý vị. Dễ đây cái đợt trước rất là nhiều luôn rồi. Quá 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 ngon chứ. Quá ngon rồi. Cái đợt trước đi lên bò lên tới đây được thì cũng hơi bị phê. Đi chỉ có cắn cái đường đổ bê tông thôi. Dạ. À, đổ bê tông, ví dụ nó nhận lực trên thủ chỗ cát, rồi chỗ còn 2 xe nữa, Hay xe cắt nữa à, còn 2 xe nữa vừa đủ. ha. Dạ. Nếu không tranh thủ là đổ bê tông là không cho đi nữa, Dạ. à, tháng thôi kia mà cho đi nữa, rồi Ôi kéo đúng dài rồi. tiền. Bữa nay mình đổ mình làm sao chứ không vài bữa đổ bê tông là đi không được đúng rồi. Ngày mai chỗ chỗ 2 chuyến là xong. Dạ. Năng lực rồi. Dạ. Là xong. Rồi. Còn 4-5 ngày nữa là không phải đổ bê tông. Ờ. Đường. Ừ. Thôi vậy là cũng tốt rồi. ừ. Ôi giờ thứ ba đó con đi nghe. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. À. Nè bà Danh, chú đi nha. Hôm nay quý vị thì làm cái nhà này là xong á, thì cũng gần cái đường đi và họ sẽ làm bê tông tới đây đâu. Đó. Đây là cái khu vực mà để làm nhà cho bé Danh. Thì ở đây cũng có nhà cửa đó quý vị. Đó, nhà bên cạnh này, nhà bên trên này, nhà bên trên bên kia cũng đông. Chứ còn ở phía trong kia thì nó heo hút và đi học với Danh thì nó rất là xa. Đó. Thì nói chung ra đây thì cũng ổn hơn rất là nhiều rồi. Thì quý vị cũng yên tâm ha. Em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Có gì không quý vị cần góp ý thì có thể chia sẻ với Hải. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, bình an. Hải xin chào tạm biệt tất cả quý vị ạ.
vẫn còn đang sửa đường nữa quý vị, nên là cái vấn đề mà vận chuyển vật liệu lên nhà của bé Danh như quý vị thấy thì rất là khó khăn. Ví dụ như là quý vị thấy ống cống này này cũng mới làm luôn đó, xe tải chở lên thì đâu có nổi đâu quý vị. Rồi bé Danh đây này. lấy luôn đi ra. Cầu cống là như là nó hư hết quý vị ạ. Là nó sửa lại cái công trình này là rất là tốn kém luôn. Đó. Còn cái đường này thì chuẩn bị làm bê tông đấy quý vị, cách nhà máy Danh một chút thôi, bên kia nhà máy Danh bên kia đó thì đang sửa đến để mà làm lại. Phải cũng xin kết thúc video tại đây thôi quý vị ơi. Thì cũng đi cái cầm điện thoại qua này thế này, quay này không rớt bể ra rồi. Ở đây nay cho Hầu nó thử tay lái thử quý vị, tưởng dễ đi hơn.